Quý vị khán giả thân mến nha. Hôm nay anh em DVH Audio được đón tiếp bác Nguyễn Văn Được. Đây bác Được đấy. Bác Được đây. Đến từ xã gì em ơi? Đức Long. Đến từ xã Đức Long, Quế Võ Bắc Ninh, quê hương quan họ Bắc Ninh. Bác thì theo dõi DVH rất là lâu rồi. Nhà thì cũng đang làm dạp. Hôm nay thì qua DVH để tậu một cấu hình âm thanh về đi làm các chương trình đám cưới ở trong thôn trong làng. Cấu hình âm thanh gồm một tủ máy này, một cặp xúc kép điện thoại Phương em, một cặp xúc kép và ba cặp live ray. Đấy, thì vừa nãy thì có test xong rồi, vừa nãy ông chú có hát mấy bài rất là hay. Chú tên là gì hả chú? Lê Phong. Đấy, chú Lê Phong này. Chú này đi giao lưu văn nghệ là các bà đàn bà là chết mê chết mệt này và rất là phong độ mà đấy phong độ mà hát này lại rất là khéo, hát rất là khéo luôn. Thế nhưng mà vừa nãy sáng ngày ra thì mình có được nghe hai bài là nhìn cái phong cách biểu diễn, thì nhìn cái cách hát luyến láy là mình biết là đúng hệ dân chơi đây rồi. Đấy, là chú có test ra hai bài rất là phê và cũng nhanh gọn thôi, cũng xong rồi. Vì bác cũng theo dõi DVH lâu lắm rồi. Đấy, tin tưởng là chủ yếu thôi. Thì là qua test được 3 bài hát, 3 hay 4 bài gì đấy. Thế là anh em bây giờ là cuốn gói DVH này đã lưu mốt ở trên cốt lại. Lưu mốt ở trên cốt lại và anh em đã đóng áo loa sub này và cuốn màng chít loa live ray lại là để chuẩn bị chờ xe tải của Việt tới trở về. Bên này thì Hồng đang dùng dây thít đang thít gọn lại các cái dây tín hiệu. Cái này cái việc này thì nó nho nhỏ thôi nhưng mà nó có ý nghĩa khá là lớn, tức là để khi chúng ta đi làm này thì nó sẽ đỡ bị rối quý vị nhé, đi làm nó sẽ đỡ bị rối, nhìn dây dợ nó sẽ gọn gàng hơn và khách quan người ta nhìn vào thì người ta cũng thấy được cái sự gọn gàng, cái sự chuyên nghiệp của mình. Mình đi làm mà cái dây rắc trông nó rối rắm quá thì nhìn trông nó cũng hơi buồn, mà nhìn cái tủ máy trông nó rất là chán. Đó, một cái bộ cấu hình như này thì có một cái mức giá rất là hợp lý thôi, rất là hợp lý là 117 triệu quý vị nhé, 117 triệu. Và đợt này thì mùa hè DVH này đang có cái chương trình khuyến mãi một đèn led quý vị nhé, một cái đèn led như kia kìa. Đấy, một cái đèn led như này là đèn led bấm điều khiển từ xa rất là tiện, bấm một cái là nó sáng luôn rất là tiện nha quý vị. Đó, đèn led này trên sân khấu của DVH rất là nhiều đèn led này. Đó.
Ok, và bây giờ thì anh em đi ra thì sẽ chờ xe, và lát nữa thì qua bên nhà bác thì sẽ quay clip thêm một chút xíu để bàn giao ở bên nhà bác và mời quý vị cùng đón xem nhá.